Chào mọi người, hôm nay mình lại tiếp tục quay mấy cái cần bán cho mọi người nha. Đầu tiên là một cái cần 2 khúc. Một cái cần 2 khúc. Đây. Bát này bát câu máy nha mọi người. Đây. Câu máy. Đó, vặn rồi. Vặn xuống, ép xuống. Bát câu máy. Bát này bát Fuji này. Đây. Fuji. Nó hơi mờ, nó không lấy nét được. Đó, bát Fuji nha mọi người. Đây. Hai khúc. Nó có tổng thể là 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái khuyên bao gồm cả đầu bu. Đấy ha. Đây. Của nó thế này đây. Đây. Đấy nha mọi người. Cái này á thì nó nặng á là 200 g. Mà được một cái á, đọt này, đọt của nó này. Đọt của nó đọt 1 ly. Đọt khá là cứng. Để mình thử cái đọt. Đây, đọt này. Đọt khá là cứng. Độ cứng phải 20 mm á. 20 trở lên nha mọi người. Đó. Độ cứng 20 trở lên. Đọt 1 ly. Cây cân nặng 200 g. 200 g. Cái này vươn dài ra thì được 1,8 mà thu lại là 96. Như thế này là 96 phân này, 96 cm này. Ok. Mà vươn dài ra là 1,8 nhá. 1,8 nhá mọi người. Rồi, cái này cái số 1. Cần câu máy ngang nha, máy 5 nhá. Cái số 1. Cái này mình bán là 280 ngàn. Cây số 1 nhá. Rồi, cây số 2 là một cái cần rút. Cần rút. Này, bát Fuji PS6. Bát Fuji PS6 này. Đây, nó hơi bị chói. Không lấy này được. Bát Fuji, bát trượt Fuji PS6. Đó. Cái này thì con khá là đẹp. Cũng theo mình nghĩ cũng phải là 80%. Đây. Glass fiber. Sợi thủy tinh. Đây. Cái này thì nàng 80 gram thôi nha mọi người. Một khúc. Một này. Hai này. Ba. Bốn. Bốn khúc. Bốn khúc. Này, xem đọt của nó này. Đọt này đọt dẻo. Đọt dẻo. Độ cứng nắm á. Đó. Khuyến với đầu bú đồ thế con ok hết nha mọi người. Đây. Để mình thu lại. Điểm khuyến cho mọi người xem này. 1 khuyến, 2 khuyến, 3 khuyến, 4 khuyến, 5 khuyến. 5 khuyến còn đầu bú. Khuyến đã xám. Khuyến đã xám. Rồi ok. Đọt này đọt 0.5. Vươn dài ra được 2m1. Con thua là 83 phân nha mọi người. 83 cm. Vươn dài ra 2m1. Nặng thì là 80 g. Chưa tới 100 g. Rồi. Cái này cái số 2. Số 2. Số 2 cái này. Để mình xem này.
đâu rồi. Cái tay này được quấn cược này, à quấn dây dù này. Cái số 2. Cái số 2 này bạn mình bán 180 nhá. 180.000. Nha mọi người. À, cây số 3, một cây cần cần rút. Bả tay bạch vàng này. Đây. Bạch vàng. Bả tay inox không rỉ nha mọi người. Inox không rỉ. Tay cầm này là xốp. Xốp mềm. Đây. Cây này á thì cân nặng của nó chỉ có 140 gram. Nó có 1 đốt, 2 đốt, 3 đốt. 3 đốt, 4 đốt, 5 đốt. 5 đốt. Dài 1m8. 2 4 1m8. 1 đốt này. 2 đốt, 3 đốt, 4 đốt, 5 đốt. Đọt của nó này. Đọt của nó là đọt 0.8 nha mọi người. Này, đọt 0.8. Cái này đủ cứng phải 15, khoảng 15 tới 20. Đây, 15 đến 20. Đó. Khuyên. Khuyên của nó thì cái này đâu da cường. Da cường. Một cái đầu da cường, hai đầu da cường. Rồi một khuyên, hai khuyên, ba khuyên, bốn khuyên. Cả đầu bu nữa là năm. Năm khuyên đá trắng nha mọi người. Năm khuyên đá trắng. Đó. Rồi, bắt bạn. Mình nhắc lại này. Cái này á là có 5 khúc. Rồi, 5 khúc. Kéo ra thì 1m8. Đọt là 0.8. Thu lại á là dài 44 cm. Đó. Nặng 140 g. 140 g nha. Rồi, cái này rất là đẹp. 44 cm thôi. Rất là đẹp nha mọi người. Cái này cái số 3. 3. Cái này mình bán 160 nhá. Ok, 160. Rồi, một cái cần cầu tay. Cái này thì theo mình đồ mới khoảng 70% á. Này. Đọt này. Đọt này đọt 0.6 thôi bạn. 0.5. Đọt 0.5. Cái này nặng 20. Cái này nặng 200 g. 1 đốt. 2 đốt. 3. 4. 5. Cái này 5 đốt. Đây, 5 đốt. Các đốt ở phía trong á thì đang còn khá là mới nha mọi người. Đây, các đốt ở phía trong thì đang còn khá là mới. Chỉ có đốt ở ngoài thì trầy xước nhiều. Đó. Đốt ở trong khá là mới. Này, đọt 0.5. Ok. Rồi, cái này là đọt. Đọt của nó là 0.5, nặng là 200 g. Vươn xa ra là 4,3 m. Đây, nó tổng thể thế này. Vươn xa ra 4,3 m mà thu lại 102 cm. Đây. Ở dưới đấy, tay dưới đấy được cuộn dây. Dây dù. Ở dưới đây tay được cuộn dây dù. Cái này cái số 4.
Số 4 này mình bán 220. 220 nha mọi người. Rồi, cái số 5, một cái fix đỏ. Đây. Đỏ. Bắt cái gặp được. À, khuyên cái gặp được. Đây. Ok. Khuyên là khuyên Fuji luôn nha mọi người. Đây. Khuyên Fuji. Đây, chữ Fuji này. Tất cả đấy đều là khuyên Fuji đã xám hết. Khuyên Fuji đã xám hết nha. Đầu bu cũng là đâu đã xám. Rất là đẹp. Này, đọt này. Đọt rất là to. Cứng. Độ cứng này thì khoảng 30 trở lên. Độ cứng 30 trở lên nha mọi người. Này. Độ cứng 30 trở lên nha. Đó. Cái này thì đọt của nó 1.4. Nặng 380 g. Nặng á là 380 g. Đó. Cái này bị người ta sơn ở đây đây này. Chứ trong này nó còn mới lắm mà bị người ta sơn ở chỗ này rồi. Nặng 380 g. Đọt á, đọt này đọt 1.4 này. 1.4 rất là to rồi. Đọt 1.4. Vươn xa ra 1 đốt, 2 đốt này, ở phía trong này, fix đỏ. Con mới. Này, khuyên cái gặp được. Fuji hết. Đó. Này, bát cũng là bát Fuji FS7. Bát Fuji FS7 nhá. Mà người ta sớm rồi này. Bát trượt Fuji FS7. Đó. Vươn xa ra 3.6. 1 đốt, 2 đốt, 3 đốt, 4 đốt. Đọt tháp chưa được. Đọt tháp chưa được. 4 đốt. Vươn xa ra là 3.6, thu là 105. 105 cm. Rồi ok. Đây, ngoại hình như thế này. Cái này giống người ta sơn này thôi chứ thật ra nó cũng đẹp đấy mọi người. Ở phía trong mọi người thấy các đốt phía trong đó. Này. Rất là đẹp. Cái số 5. 2 4 5. Cái số 5. Cái số 5 này mình bán 380 ngàn. Không, cái này mình bán 400. Cái số 5. 400. Đây. Đọt 1.4 nha mọi người. Rồi. Một cái cần rút. Ngoại hình như thế này. Cần này cần cầu tay. Đây. Cái này không phải là gãy đọt mà cái này bị đứt cái giấy mà người ta buộc ở phía trên này để buộc chỉ á, buộc cửa á. Đây. Đứt cái dây dù buộc cửa rồi. Đây. Đọt này đọt 1.4 hay sao á. Đọt 1.4 nặng 240 g. Đây. Đọt nó này. Khả năng phải bị đứt đọt đó nha. Chỉ mất cái giấy du buộc ở phía trên để buộc cược thôi. Nặng 240 g. Đưa ra là 39. Thôi. Đây, vươn ra 39. 1, 2, 3, 4, 5. 5 đốt. Các đốt ở trong này á. Thì con khá là đẹp này. Đây.
Đây, các cái khuyên bọc này còn ok. À, các kia vòng bọc bảo vệ còn ok hết chưa? Đó. Đấy nha mọi người, nút còn đầy đủ. Đây, nặng 240g, đọt 1 ly, vươn ra xa 39, còn thu lại thì là 89 cm nha mọi người. Đây, cái này cái số 6 nằm rồi, 6 cái này mình bán 300 nha mọi người. Rồi, một cái cân câu tay, câu máy, đây qua FS5, bát rồi, bát trượt FS5. Inox không rỉ, inox không rỉ, FS5. Có đây chữ gì đây? Thunderstick FK. Bát FK nha mọi người. Bát FK này cũng thương hiệu nổi tiếng lắm này. Đây. Đây qua 11A. Ở ngoài thì nó bị trầy xước như thế này đây. Ngoài hình cái này thì còn khoảng theo mình nghĩ thì còn khoảng 70%. Đây. Cái này nặng có 140g thôi mọi người. 140g. Đọt của nó đọt 0.6. Đây. Cái này nó mất cái phần buộc dây ở phía trên rồi. Đây, người ta buộc lại cho mình một cái dây cược như thế này. Rồi. Người ta buộc lại cho mình một cái dây cược như thế này nhá. Đó, khuyên này, khuyên chim này, một cái này, hai cái này, ba cái này. Đây, đọt thì đọt hình tháp, bốn cái. Đây, phím đọt rất là mới. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, khuyên cái là khuyên đá trắng. 6 khuyên chim nhỏ, 1 khuyên cái là khuyên đá trắng. Đây. Ở phía trong con rất là mới nha mọi người. Phía trong con rất là mới. 1 khúc, 2 khúc, 3 khúc, 4 khúc. Đọt 0.6. Này, độ dẻo. Đó. Thì cân này mình thông báo nha. Nặng 140g, đọt 0.6, vươn ra xá thì 32, thu lại thì 95 cm. Cái này cái số 7. Cái số 7 đây qua. Cái này mình cùng bán 300. Cái số 7 300 của đáy quá nha mọi người. Rồi, cái này là một cái cân rút. Đây. Ngoài hình cái này thì cũng còn khoảng 70%. Được mở lắm. Cái này bát cùng bát FK, FS6, FS5, bát trượt FK. Đây, FK này mọi người. FK, FF5. Đây. Cái này nó nặng còn 120g. Đọt thì là đọt 0.6.
đọt tháp 0.6. Khá là dèo, đọt dèo. Đây, đọt này đọt dèo 0.6. Khuyên thì có khuyên chim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9 khuyến chim và một khuyến cái. Khuyến cái là khuyến đá xám. Đây, đá trắng chưa quý. Đốt thêm một đốt. Hai đốt. Ba đốt. Bốn đốt. Bốn đốt nha. Rồi, cảm thấy nó như thế này đây. Cái này vươn xa ra được 2m7. Con thu là 77 cm nha. 2m7, 77 cm. Cái số 6, 7, 8. Cái số 8. Cái này mình bán 109 nha mọi người. Thôi 108 đi. Rồi ok, cái này mình bán 108 này. Rồi, tìm một cây nữa. Nha, 33. Cái này China xuất Nhật. Còn cái đầu bọc, mọi người xem này. Ngoài hình thì nó chỉ khoảng 60%, 60-65%. Cái này nặng 160 gram. 160 gram. Đây, tổng thể nó đây. Bạc trượt Fuji. Bạc Fuji F6. Bạc Fuji F6 này. Đó. Nặng 160 gram. Đọt của nó á. Đây. Đọt này đọt 1 ly. Đây. Khuyến là khuyến rút. Đọt 1 ly khuyến rút. Cứng. Khá là cứng. Đây. Độ cứng khoảng tầm 10 trở lên. Đây. Các đốt này á thì được gia công carbon xoắn này. 1 đốt. 2 đốt. 2 đốt giữa được gia công là carbon. Con đọt thì cũng phải. Cân cũng phải. Tay cầm cũng phải. Đây. Nó có 4 đốt. Vươn ra là 3 mét. Ở trên đấy thì mình thấy người ta ghi 3m3. Mình hiểu sao mình đo được có 3 mét à. Hay do người ta ghi sai, do mình đo sai mình cũng nhớ nè. Thôi cứ cho là 3 mét đi. Thu lại á, thu lại như thế này này. Là 74 cm nha mọi người. Thu lại như thế này 74 cm. Đó. Khuyến của nó thì còn 1 khuyên, 2 khuyên, 3, cái này, ở đây này, 4, 5, 6, 7, 7 khuyên, bao gồm đầu bu, tất cả đều là đá xám, chỉ có cái đầu bu thì mất đá mất rồi, đầu bu mất đá rồi nha mọi người. Rồi, đầu bu mất đá rồi. Cái này cây số mấy rồi? Số 9. Số 9 phải không? À đúng rồi, số 9. Cái này rất là nhẹ nha mọi người. Còn 160 gram thôi. Cây số 9.
Cây này mình bán 200. 200. Cái này chắc sẽ đi nhanh nhất. Cái này là rẻ nhất mà còn khuyến mại nữa, hai đột carbon nữa. 200. Xem như cái này là cái khuyến mại của kia video này, để ai xem tới gần cuối video á thì sẽ mua được, ai chịu khó mà xem gần cuối video sẽ mua được đồ tốt giá rẻ gì thôi. Rồi tiếp một cây này, này đây, cây này thì khỏi phải chê, đây đọt đây, cây này đọt 0.5, đọt dẻo đó, đọt dẻo, đọt dẻo 0.5 nha. Cái này là 300g. 300g. Đây, đọt dẻo 0.5. Đó. 1 khúc, 2 khúc. Này, ở phía trong đây còn rất là mới. 3 khúc. 4 khúc. 5 khúc. 6 khúc. Cái này 6 khúc. Đây, vươn xa là 4 mét, 4 mét 4. Ủa phải không ta? 1 2 3 1 2 3 4. Đúng rồi. Vươn xa là 4 mét 4 mà thu lại á, thu lại là 89 cm. Vươn xa 4 mét 4, thu lại 89 cm nha mọi người. Rồi, đây. Khuyên thì 1 khuyên, 2 khuyên, 3 khuyên, 4 khuyên, 5 khuyên, 6 khuyên, đầu U 7. Còn một khuyên này, 2 khuyên này. 2 khuyên này bị nứt kia phần bọc nhựa ở ngoài. Cái này thì mọi người giả lại được. Còn một khuyên này thì nó bị nứt. Bị nứt mà nó mất luôn cả kia phần đá ở phía trong luôn rồi. Đây. Mất đá phía trong đó. Rồi mới nhắc lại này. Cái này á, nặng 300g. Đọt là đọt dẻo 0.5. Vươn ra là 4.4. Thu lại là 89 cm. Khuyên thì có hai khuyên bị nứt phần nhựa. Giá này được. Còn một khuyên á, thì bị nứt phần nhựa mà mất đá. Rồi ok. Cái số 10. Cái số 10 này mới bán 250. Càng về sau giá càng rẻ để cho những ai mà chăm chú theo dõi video nha. Rồi, cái kết thúc video này. Súp combo 24. Korea. Hàn Quốc, Korea. Cái này nặng 180g. Đọt là đọt 1 ly. Đây, đọt của nó đây. Đó, khuyên. Này, đọt này. Đọt 1 ly đọt cứng. Ok. 2 khúc. 3 khúc. 3 khúc dài 24, thu lại là 88 cm. Thu lại 88 cm nha mọi người. Đây. Thu lại 88 cm như thế này đây. Bạt của nó bạt vằn này. Đó. Bạt vằn nhá. Ok. Mình nhắc lại nha. Cây này nặng 180g. Đọt là đọt cứng 1 ly. Vườn dài đá là 24, thu là 88 cm. Ok, ngoài hình thì còn tương đối.
khá là tương đối. Rồi, ok. Khuyên này thì khuyên nhựa này. Khuyên này 24 mình bán là 240. Cái số 11. 24 bán 240. Rồi ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Ai mua hàng thì liên hệ mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người nhiều.